trên của chúng ta đã nhận được và đã đầu rồi. Các bạn có thể đến quầy lá cha của Thái Đông Ngo để quan tra hay là anh chân để lá để giúp cho việc thường khi mà chặt xong thì nếu mà lá to ở ngay trong bể đá thì việc mà có thể giúp cho các bạn phục hồi nhanh chóng. Và đồng thời các bạn có thể dùng chỉ thuốc ngược về có thể làm từ thiện và thu tiền giải mỗi. Even further than pure awareness. There's a lot of way to
Quẹo quẹo. Cố lên, cố lên. Chỗ này đông này. Giỏi quá. Cố lên, cố lên. Dẻo dai và hoàn thành tốt như vậy nhỉ?
Và thời tiết bây giờ có lẽ là đã lên đến trên 34 độ rồi. Nhất nhì ba nữ
cự ly 5 km nhất nhì ba nam và cự ly 5 km nhất nhì ba nữ. Còn các cự ly khác thì chúng ta sẽ công bố giải thưởng vào lúc 11 giờ ạ. Và ở cự ly 42 km nhất nam, chúng tôi xin chúc mừng vận động viên Lê Quang Hòa với số bib 93258. Xin chúc mừng anh ạ. Mời anh di chuyển lên sân khấu ạ. Và chúng tôi xin mời bà Trang Bích Liên, phó tổng biên tập báo điện tử VN Express. Chúng tôi xin mời bà Trang Bích Liên, phó tổng biên tập báo điện tử VN Express sẽ lên để trao giải cho anh ạ. Thank you.
động viên Nguyễn Oanh với số biết 67746. Xin chúc mừng vận động viên Lê Thị Lan với số biết 64584. Và xin chúc mừng vận động viên với số biết 68226 Võ Thị Thu Hà. Mời các bạn có tên trong danh sách lên phía khu vực sân khấu để chúng ta sẽ được trao giải ạ. Và chúng tôi xin mời bà Lê Thị Kiều Diễm, Marketing Manager của nhãn hàng Tiger Band cùng lên sân khấu để trao giải cho các bạn. Một lần nữa chúng tôi xin công bố giải nhất cự ly 10 km nữ thuộc về bạn Nguyễn Oanh với số biết 67746. Về nhì ở cự ly 10 km với số biết 64584 bạn Lê Thị Lan, và số biết 68226 thuộc về bạn Võ Thị Thu Hà đã đạt giải 3 trong cự ly 10 km. Hồ Thị Thu Hà
cuộc Quy Nhơn, ông Nguyễn Hoàng Vũ, giám đốc sự kiện J-Sport đã có mặt để trao giải ạ. Và các bạn ơi, như đã thông báo lúc nãy, xin chúc mừng bạn Phạm Thị Hồng Lệ với số bib 96243 đã hoàn thành cự ly 42 km rất là xuất sắc và cũng trở thành người con đại diện cho tỉnh Bình Định rất là xuất sắc trong ngày hôm nay, một niềm tự hào của tỉnh nhà. Vâng, và xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Sang rất là nhiều, ơn tập đoàn Hưng Thịnh Corporation. Và quý vị và các bạn thân mến, như đã nhất là chạy ở biển, và con trai tôi thì nó rất là thích cái phim hoạt hình Moana với lại Maui, thì tôi mới cosplay thành Maui với bộ tóc và đeo, rồi cũng như là vẽ. Hôm qua tối qua là tốn hết 3 tiếng đồng hồ để ngồi vẽ cái người và các bạn ở trong nhóm NRC đã giúp tôi vẽ. Và có một cái niềm vui là sáng hôm nay chạy trên đường rất nhiều người quen nhưng mà không ai nhận ra, và đến khi mà tôi chào họ thì họ cũng không nhận ra là ai, và đến bây giờ họ mới biết là đó là tôi. Vâng, và cảm ơn anh Đông ạ. À, còn chị Hương á, thì cái bộ trang phục của chị là đã được trang trí trong khoảng thời gian bao lâu ạ? Thật ra thì lúc đầu là mình cũng định thay trang với lại anh Đông mà mình làm trang phục Hawaii, nhưng mà cuối thì mình đổi ý, tại vì cái bộ trang phục nó làm từ nhựa thì mình lại không có sử dụng nhựa hơn. Thì hôm qua, buổi chiều qua là bước mình định là đã không cosplay tại vì không tìm được đồ, nhưng chiều qua lúc đi test mức 42 ở chỗ Đầm Thị Nại á, thì giờ bất ngờ đi ngang cái quần chuối nên là mình tắt vô mình xin mấy cái tàu bánh chuối. Cho nên mình cũng cảm ơn là anh chủ động tơ nó đã rất là thân thiện à. À, nói là nếu mà xin chuối để đi cosplay thì cho bao nhiêu cũng được hết, lá chuối thôi mà. Và xin cảm ơn anh chị rất là nhiều, những cái câu chuyện mà rất là truyền cảm hứng trong phong trào chạy bộ hiện nay ạ. À. Và xin cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. À. Và các bạn ơi, chúng tôi sẽ công bố tiếp các giải thưởng tiếp theo. Như lúc nãy chúng tôi đã trao đổi thì vào lúc 11 giờ chúng